là Thượng Đế hay một phần của Thượng Đế. Chúng ta không hề sợ làm bất cứ điều gì trước khi xuống thế giới này. Chúng ta chấp nhận bất cứ vai trò giao phó nào cho mình. Là Thượng Đế, sao còn phải sợ gì chứ? Cho nên, để cho phong phú hơn, mỗi Thượng Đế phải tạo cho mình những tình huống riêng và không được bắt chước nhau. Làm sao một đấng Thượng Đế lại bắt chước một đấng Thượng Đế khác? Ngài phải làm cho lâm ly bi đát hơn, sáng tạo hơn. Nhưng nguy hiểm là ở chỗ đó. Khi đến thế giới này, chúng ta đã quên đi lực lượng và sự vinh quang của mình và luôn luôn tạo thêm điều mới, cho nên ngày càng phức tạp. Đôi khi chúng ta đau khổ vì chúng ta quên rằng đó là công việc được giao cho chúng ta. Và chúng ta than phiền là không muốn làm nữa, chúng ta muốn chết, chúng ta tự tử, chẳng hạn vậy. Nhưng chúng ta phải trở lại để làm trọn công việc dở dang, bởi vì toàn cõi sáng tạo tùy thuộc vào mỗi chúng ta để hoạt động. Thử nghĩ xem, trong vũ trụ này, quý vị quan trọng đến giường nào, dù không khai ngộ đi nữa, dù không tu phép môn Quán Âm đi nữa, dù thấp hèn đi nữa, ai cũng là một phần của toàn bộ. Vì thế, sư phụ dặn quý vị đừng bao giờ đối xử tệ với người khác, đừng bao giờ than phiền về người khác, đừng bao giờ chỉ trích họ. Điều gì về người nào mà khiến quý vị cảm thấy không dễ chịu, dĩ nhiên quý vị nói cho họ biết, nhưng không với thái độ xấu. Nói cho họ biết và sửa đổi, nếu họ không làm được thì tránh đi. Tôi không bao giờ bảo quý vị hãy thương con hổ, người hàng xóm của mình. Nếu con hổ ở cạnh nhà thì đừng có thương, đừng có tìm hổ mà ôm rồi nói là ta thương. Ta chứng tỏ tình thương của ta với muôn loài đều như nhau. Không thể làm như thế được. Nhưng tốt nhất là chúng ta nên luôn tạo một cái gì đó để luôn nhắc nhở mình là Thượng Đế, và cũng cố gắng tạo hoàn cảnh để những người khác cũng được nhắc nhở một cách tự nhiên. Cứ việc bỏ xuống, tạo ra tình huống mới và vui hưởng trở lại. Đó là bổn phận của chúng ta, nhưng không dùng mánh khóe mà ép dụ người khác. Chỉ để họ hiểu theo lý lẽ, để họ nhớ lại, bởi vì linh hồn hiểu những gì hợp lý và đó là công cụ duy nhất mà chúng ta có thể dùng trong thế giới này để giúp những linh hồn khác trở về thiên quốc. Đó là hiệp ước giữa mỗi linh hồn trước khi đầu thai xuống trần, rằng những linh hồn khác có thể giúp họ sớm chấm dứt cuộc hành trình, nhưng không dùng thần thông, không dùng phép lạ, như những việc họ làm ở thế giới nội tại, trong sự bí mật giữa tấm màn che. Giữa bức màn đen tối đó là ánh sáng, là thế giới nội tại của sự bình yên, hòa hợp, thần kỳ, mãn túc, toại nguyện và tình thương. Sau bức màn đó là ngôi nhà riêng của chúng ta. Bất cứ ai có lực lượng Quán Âm đều có thể vào sau tấm màn đó và gặp riêng với vị minh sư, với tất cả các linh hồn minh sư để được giúp đỡ rồi trở ra làm việc, tiếp tục sống ở thế giới này. Vì vậy, phần lớn khi cầu nguyện minh sư, quý vị chỉ thấy có vị minh sư bên trong giúp đỡ thôi, không người nào khác. Dù người đi đường ngồi cạnh quý vị cũng không trông thấy vị minh sư, đôi khi họ thấy nhưng rất hiếm. Mỗi phép lạ, mỗi sự giúp đỡ phải xảy ra một cách kín đáo vì đây là sự đồng ý giữa các linh hồn. Có biết tại sao chúng ta làm được như vậy không? Vì lúc bấy giờ, linh hồn đó được phép bước vào thiên quốc một thời gian, vào năm cảnh giới tâm linh thay vì ở thế giới ta bà. Nếu chúng ta không thể chịu đựng nổi thế giới này và nếu chúng ta quên đi trí huệ của mình, quên Phật tính của mình, thì chúng ta phải bước vào trong bức màn đó, nơi nhà riêng của chúng ta, nơi mà chúng ta lấy lại được phần nào hoặc trọn vẹn hoặc một phần Phật tính của mình. Chúng ta bước trở vào thiên quốc, vào bồng thánh nhân, và nơi đó chúng ta có thể có cuộc họp bí mật và nói rằng: ôi trời ơi, công việc con khó quá, xin hãy mau chỉ cho con vài bí quyết. Dĩ nhiên, đều là những linh hồn minh sư nên chúng ta được phép bàn luận như những người lớn. Nhưng khi bước ra khỏi bức màn đen đó, một lần nữa, trở lại với bóng tối, với thế giới ta bà, quý vị không còn được làm minh sư nữa,
quý vị quên ngay lập tức mình là ai. Y như ngày quý vị xuống trần vậy, đó là một phần của hiệp ước, đó là một phần của trò chơi vũ trụ này. Cho nên, nếu quý vị hiểu hết những điều này, thì đau khổ không còn là đau khổ thật sự nữa. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị không thấy đau khi có người đâm vào chân quý vị, bắn quý vị hoặc chửi mắng, nhục mạ quý vị hoặc muốn làm hại quý vị. Vẫn đau, nhưng nói chung thì sự hiểu biết này sẽ giúp cho chúng ta giữ được sự an bình. Chỉ có thể xác là phải chịu khổ, bộ óc phải chịu khổ, nhưng hầu như chúng ta lúc nào cũng có một sự an ổn, căn bản ở bên trong. Cho nên dù phải chịu khổ một thời gian, chúng ta cũng cười lại được ngay, gần như vậy hoặc là rất nhanh. Đó là một điều rất tốt khi quý vị nhớ lại mình là ai và đạt lại địa vị Thượng Đế. Mỗi linh hồn đã là Phật rồi, cho nên bất cứ khi nào muốn, nó cũng có thể tạo ra một cái gì đó mới mẻ cho chính mình. Nếu không thích cái nó đã tạo ra trước kia, nó có thể đi trọn con đường cũ hoặc tạo ra một con đường khác bên cạnh để tạo ra một kết quả khác, rồi nó đi con đường đó và nó không cần tiếp tục đi con đường này nữa. Một khi quý vị bước vào vòng thánh nhân, quý vị có thể bỏ hết bất cứ kế hoạch nào còn đang chờ quý vị, bất cứ kết quả hay dự án gì, những điều quý vị tính làm trước kia hoặc đã tạo ra do liên hệ nghiệp quả từ nếp sống cũ và sáng tạo cũ của quý vị. Quý vị có thể tạo nên con đường mới hoặc đi ngay bên này. Như vậy con đường kia vẫn còn đó, nhưng không đi, bị bỏ lại, và cỏ dại, bùn đất này kia sẽ che phủ hết, không còn gì nữa. Đó là cách nghiệp chướng được trả, được bỏ lại, được đốt sạch, xóa tan, không vấn đề gì. Vị minh sư có thể làm như vậy. Nếu linh hồn không chấp thuận thì không thể làm được. Vì linh hồn là một vị Phật, Thượng Đế, ai dám? Không ai dám làm gì Phật hoặc tìm cách ảnh hưởng Phật, và linh hồn minh sư cũng biết điều này. Cho dù lúc bấy giờ người đó nhớ mình là Phật, nhưng Phật phải tôn trọng Phật như nhau. Vì vị minh sư biết, chúng sanh không biết hoặc đệ tử không biết, nhưng vị minh sư biết điều đó, người đó là linh hồn Phật. Nên nếu người đó nói không là không. Đó là vì sao quý vị hay hỏi tôi, tại sao Phật hoặc minh sư không kéo người đó lại, dụ người đó vào tình thương, thay đổi lòng dạ người đó, dùng phép lạ? Không, không thể được, không được. Nếu làm được thì đã không cần Phật, không cần Lão Tử, không cần Chúa Giêsu, những người khác cũng đã làm trước họ rồi. Hoặc không có ai trước Chúa Giêsu, thì ít ra Chúa Giêsu cũng đủ rồi, một thôi. Người con duy nhất của Thượng Đế làm là đủ rồi. Ngài đã biến cả thế giới này thành thiên đàng. Và giờ quý vị và tôi ngồi trên kia uống trà rồi, không cần phải làm việc cực khổ như vậy, hiểu ý tôi không? Vì thế mà tôi không bao giờ vội vã ép buộc người nào tu phép Quán Âm, nên quý vị đừng có lo. Thấy không? Quý vị in rất nhiều, hàng triệu 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 sách biếu với nhiều ngôn ngữ. Có bao nhiêu linh hồn đến với tôi, mỗi tháng có được bao nhiêu anh em ra đời. Mẹ của quý vị chậm chạp thật đó, đâu phải lỗi của tôi, bởi vì linh hồn đôi khi quyết định không muốn về thiên quốc sớm như vậy. Nó còn muốn tạo thêm nhiều tình huống nữa, thường thì linh hồn sẽ cố gắng tạo ra tình huống mau lẹ nhất để có thể trở về thiên quốc. Nhưng vì những sự sáng tạo không phải luôn luôn cố định, cho nên những gì quý vị tạo ra đôi khi lại sinh ra một sáng tạo khác, tình huống khác, và cứ như vậy. Thượng Đế rất tự tại. Thượng Đế không phải cho mình đoán biết trước. Thượng Đế không phải là người đoán trước tương lai và nói rằng ta sẽ tạo ra cái này, nó sẽ thành cái nọ, rồi ta sẽ được cái đó và được cái kia. À, như vậy mất vui. Nhưng dù Thượng Đế biết, nhưng bộ óc và những chức năng thân thể của chúng ta không biết. Cho nên chúng ta vẫn đau khổ, vẫn còn trò chơi, vì chúng ta quên mình đang làm gì và đã làm gì. Thậm chí, mỗi ngày chúng ta tạo ra những tình trạng mới, nhưng đôi lúc chúng ta cũng không biết, rồi chúng ta trách móc láng giềng, than khổ, than cực, trách Thượng Đế. Thật ra, tất cả đều là do chúng ta tạo ra.
Nhưng nói quý vị hay, không có gì là bi kịch kiểu như Thượng Đế đã tạo. Rất sẵn sàng và giao cho người nào đó đóng một vai, và vai đó cứ như vậy hoài. Quý vị hiểu ý tôi không? Có thể người đó đóng một người xấu được, nhưng rồi sau cùng cũng trở thành người tốt, nhưng cũng không đoán trước được. Nhưng linh hồn đó phải thật sự khát khao, phải thật sự muốn về nhà. Nếu không, mọi người đều tự tại, quý vị đi hay ở, không ai mà. Nếu mình cãi nhau với người anh em, thì hãy xin lỗi họ trước, rồi mới tới cúng dường trời, Phật. Thánh Kinh cũng nói vậy, nếu quý vị cãi nhau với người nào đó, thì tới xin lỗi, không nên làm gương xấu. Nhưng tôi đã nói rồi, việc gì cũng phải hỏi mọi người, nếu đa số đồng ý thì được, thiểu số phải yên lặng ủng hộ. Nếu đa số phiếu bầu cho một tổng thống thì tất cả mọi người phải làm việc với tổng thống đó. Có thể họ không đồng ý với nguyên tắc chính sách của ông, nhưng vẫn phải làm việc với ông. Họ không có suốt ngày đi cầm biểu ngữ, viết phản đối. Thậm chí bên Mỹ mà còn không làm vậy. Thậm chí có lần số phiếu bầu không rõ ràng lắm, chắc có gì đó không đúng. Cho nên tổng thống này ra làm thay vì người kia. Nhưng người kia nói, được rồi, tôi nhường về lợi ích cho nước Mỹ. Họ không muốn gây phiền phức. Người tu hành lại càng phải nên uyển chuyển, hợp tác, khiêm nhường hơn nữa chứ. Quý vị có thể thắng nhưng không ai mến, đó mới là vấn đề. Vợ chồng cũng vậy, cãi nhau, mình thắng, bà vợ im miệng, hay là mình đúng, ông chồng im miệng, nhưng chồng sẽ thương mình không? Chồng có còn thương như ngày đầu không? Hoặc trong lòng nàng còn thương mình chút nào không? Dù nàng im mồm, nhưng chưa chắc còn thương mình nữa. Rồi từ đó chiến tranh lạnh trong nhà. Cho nên hấp tấp làm gì? Phải nghĩ xem nó có đáng không? Mình nên thắng hay không cần? Để làm gì? Đừng có ép, ép hoài tới khi người ta chán ngấy. Nếu quý vị nói với tôi không khiêm nhường như ngày xưa là quý vị sai rồi. Quý vị đâu biết tôi phải khiêm nhường tới mức nào. Toàn mấy chuyện rác rến, vớ vẩn. Đừng có lúc nào cũng ép người ta tới đường cùng. Tới mức đó, tôi vẫn không nói gì. Cứ dí vào mặt mình. Có thể tôi không nói, nhưng tôi không ưa mấy kiểu người như vậy, khăng khăng một mực. Mấy thứ chẳng ra gì. Sao không khăng khăng làm mấy việc tốt? Tôi dạy quý vị một pháp thiền, không có hứa gì khác. Tôi hứa là nếu quý vị tu hành đàng hoàng, đẳng cấp quý vị sẽ lên cao và quý vị sẽ được giải thoát, không phải đọa địa ngục, không phải làm súc sanh, không phải làm ngạ quỷ. Tôi chỉ hứa vậy thôi. Không phải vì quý vị không thể lầm lỗi, nhưng nếu lầm lỗi thì nên sám hối, không nên lặp lại. Tình thương quan trọng hơn là thắng. Cho nên vợ chồng, anh chị em cũng vậy, được người ta thương mến thì tốt hơn, vui sướng hơn. Mình thắng mà chẳng ai thương thì có lợi gì đâu. Những chuyện khác, nếu không phải vì đại nghĩa, nếu chỉ vì lợi lộc cá nhân, thỏa mãn bản thân, tự cao tự đại thì dẹp. Nếu không, quý vị không phải là người tu hành và sẽ chẳng đi đến đâu với cái thái độ đó. Quý vị sẽ không bao giờ tiến bộ với thái độ đó, không bao giờ. Ý tôi thật sự là không bao giờ, trừ khi quý vị sám hối. Quý vị phải thay đổi, phải khiêm nhường. Không thì vô ích phí thời giờ của tôi, phí thời giờ của quý vị, phí thời giờ của mọi người. Nước mưa uống rất tốt, tiết kiệm tiền, ít nghiệp chướng, lành mạnh, sạch sẽ. Tiết kiệm rất nhiều thứ, không chỉ năng lượng và môi trường. Quý vị là người được lợi ích trước tiên khi quý vị thân thiện sinh thái. Không chỉ tiền của quý vị mà là hệ thống xử lý nước tốn kém cho quốc gia, những khoản tiền lớn, đôi khi phải tế chế nước. Cố gắng đơn giản hóa cuộc sống và dùng ít tài nguyên thiên nhiên hơn. Dùng càng ít thì nghiệp chướng càng ít. Bởi vì nước mưa rất quý, chúng ta nên hướng lại. Quý vị có thể lọc nước mưa để uống, pha trà rất ngon. Nhưng tôi không biết nước mưa ở đây sạch cỡ nào, tùy theo bụi bặm ra sao, nhưng quý vị có thể lọc. Nếu quý vị giữ được nước mưa trong bồn chứa tối màu, thì sau một thời gian nước rất ngọt, rất ngọt.
Nước sẽ không bị hư nếu dùng bồn màu tối. Nước chứa trong nơi tối và được đậy kín thì uống sẽ rất ngon, rất ngọt, rất đặc biệt. Dù sao cũng nên bảo tồn nước, hiểu không? Và nếu quý vị dùng nước mưa, tóc quý vị thậm chí không cần dầu làm mềm, quần áo, máy giặt thậm chí không cần thuốc làm mềm. Da dẻ quý vị mềm mại và dịu dàng hơn cho quần áo và tóc quý vị. Mọi thứ giảm thiểu đi bác sĩ và thuốc men, vì nước mưa không có bất cứ hóa chất, không có bất cứ loại canxi hoặc chất vôi nào trong đó, đá vôi, bụi bặm các thứ, nên cũng không cần muối làm mềm trong hệ thống nước của mình. Thậm chí không cần lọc nước với các thiết bị lọc mà họ bán để giảm thiểu canxi và chất lắng như trong máy nước. Dùng nước mưa không chỉ giảm thiểu chất hóa học và những chất độc hại, không chỉ tốt cho môi trường mà còn tốt cho quý vị. Rửa rau quả với nước mưa. Trước tiên, tôi rửa với nước, rồi cho vào nước muối để ngâm một hồi. Nhưng tôi chỉ dùng nước mưa. Tôi tin rằng nước mưa có lực lượng rất lớn, nên thậm chí không cần muối nữa, tôi chỉ cần rửa với nước mưa. Làm bất cứ gì phương hại cho ai, làm mình hại mình trước. Luôn luôn là như vậy. Do đó mà tôn giáo nào cũng nói thương người như thể thương thân, tại vì người khác cũng là chính mình. Những gì mình làm cho người khác sẽ trở lại với mình gấp bội phần. Mọi tôn giáo đều dạy như vậy. Thành ra những quốc gia mà tôi đề cập tới, họ làm việc đúng là giỏi, thật sự thương yêu láng giềng giống như Chúa Giêsu dạy. Họ là tín đồ Thiên Chúa giáo chân chính, tín đồ Hồi giáo chân chính. Hồi giáo cũng vậy. Mình giúp người, chỗ nào mà nói là nhà tiên tri bảo giết người, cái đó không phải là lời của Ngài, không phải. Câu đó sau này họ thêm vào lợi dụng Ngài để mà gây phiền nhiễu hoặc khống chế. Nhưng ngày nay nhiều người kêu bằng Hồi giáo, họ lợi dụng tôn giáo để giết người, làm thương tật, quấy rối, bắt cóc người ta, bắt cóc con gái, cấm con gái đi học. Mấy người này không phải đạo Hồi, không phải. Cái gì đó bên trong họ muốn khống chế người khác, muốn quyền lực, muốn nổi tiếng, bất cứ gì, đây không phải là đạo Hồi, mà chỉ làm cho người Hồi mang tiếng xấu. Cho nên nhiều quốc gia họ không muốn nhận người tị nạn, vì họ nghĩ rằng người tị nạn theo Hồi giáo hết, mà đối với họ người Hồi giáo không tốt, hiểu ý tôi không? Cũng không thể trách họ được, chỉ thấy tội nghiệp cho những người Hồi giáo tốt thực sự mà họ phải chịu cộng nghiệp với những người xấu, những người lợi dụng Hồi giáo để gây bạo động, gây đau khổ, tổn thương tới người khác. Mình chỉ thấy tội nghiệp cho những người Hồi tốt. Nếu họ nhận bất cứ người tị nạn nào, ngay cả người đạo Phật, những người hòa bình, hầu như chưa bao giờ nghe nói Phật tử đi phá hoại người nào hay một quốc gia nào, có không? Từ cổ chí kim trong lịch sử, Phật giáo đâu bao giờ có chuyện Phật tử ôm bom hoặc đi tàn sát nơi nào đâu, cho nên nhận Phật tử có lẽ nó dễ hơn. Vậy mà quốc gia Thiên Chúa giáo vẫn nhận những người tị nạn xuất xứ từ Hồi giáo, tôi thật là vô cùng thán phục, biết ơn, rất đỗi vui mừng, cầu xin cho họ được gia trị gấp đôi, vậy là rất tốt, rất xuất sắc. Thượng Đế sẽ gia trì cho họ gấp bội phần, bội phần, bội phần. Tôi vui quá. Mấy người này có thể là họ không nghĩ tới phước báo, họ không hiểu cái quan niệm nhân quả trong Phật giáo. Nhưng họ nên biết rằng trồng nhân nào gặt quả đó. Nếu mình giúp người, công đức của mình sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm, gấp sáu, gấp mười, nhân lên cho những thế hệ sau. Chúng con muốn biết về sinh khí, xin Ngài từ bi chia sẻ thêm về điều này với chúng con. Con người chúng ta lẽ ra có mức sinh khí cao, nhưng chúng ta đã làm bớt sự gia trì và làm bớt sinh khí do lối sống ít thánh thiện, ít yêu thương của mình, như là ăn thịt, uống rượu, dùng ma túy, thuốc lá, vân vân. Và rồi di truyền tính cứ truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, cho nên thế hệ sau sẽ càng lúc càng ít sinh khí hơn. Rồi chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi khẩu vị của những người xung quanh. Nên đôi lúc trong đám đông quý vị ăn nhiều hơn. Khi ăn một mình quý vị không cảm thấy. Quý vị không ăn nhiều quá như vậy. Nhưng khi ăn với đám đông quý vị thấy rất ngon. Nên quý vị ăn nhiều hơn. Đó là lý do.
Duy trường tính cũng ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên hiện tại con người trung bình cần ăn rất nhiều bởi vì họ còn rất ít sinh khí. Mức sinh khí trung bình của con người hiện tại chỉ có 20%. Mức sinh khí cao nhất của con người là có khoảng 80 đến 135%. Mức thấp nhất khoảng 17%, nhưng có lẽ cũng vì họ có cơ hội để chọn nhiều thức ăn hơn nên họ ăn nhiều hơn là cơ thể đòi hỏi. Nhưng mức sinh khí cao hơn không nhất thiết có nghĩa là đẳng cấp tâm linh cao hơn. Tới một mức độ nào đó, điều này không có nghĩa là đẳng cấp tâm linh cao hơn. Vậy hãy xem như Master Chiên 2, 662% sinh khí vào ngày 10 tháng 8. Bây giờ đã hàng ngàn lần trên mức này, nhưng ngài vẫn ăn một lần một ngày, ăn súp hay gì đó, nhưng không có khẩu vị gì nhiều nữa. Bây giờ ngài ăn rất ít bởi ngài có rất ít sự lựa chọn cho dù ngài muốn. Có nhớ danh sách hòa bình và tình thương mà tôi cho quý vị. Ngài ăn ít hơn vậy nữa, ít hơn thế bởi vì danh sách tôi cho quý vị vẫn còn một số có ít cảm giác. Không phải tất cả đều không có cảm giác, nên ngài chỉ chọn những loại không có cảm giác mà loại này ít. Hai ba loại sau, trái dưa, dưa leo chỉ khoảng đó thôi. Có một phụ nữ Nga đã phát trên truyền hình ít xem TV, bà hơn 60 tuổi, bà ca hát và làm những việc này và bà trông rất hồng hào. Bà có 180% sinh khí. Vị thánh Ấn Độ chúng ta gọi như vậy có 272% sinh khí. Chẳng lạ gì, ông không ăn, không uống. Yogananda, khi ngài còn sinh tiền, có 92% sinh khí bên trong ngài. Mức sinh khí cao không nhất thiết có nghĩa là đẳng cấp tâm linh cao. Một số thánh nhân vẫn ăn để gieo duyên với chúng sinh trên địa cầu. Giờ đến với các bạn thú, nhiều bạn thú có nhiều sinh khí hơn con người hiện tại. Con người chúng ta trước kia có nhiều sinh khí hơn, chúng ta không cần ăn thứ gì cả. Chúng ta có thể bay, nhưng bây giờ không thể. Chúng ta bị giới hạn vào mặt địa cầu và ăn rất nhiều thứ nhưng vẫn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng loài vật vẫn giữ được hầu như các mức sinh khí nguyên thủy. Đó là lý do đôi khi họ có thể sống mà không cần thức ăn trong một thời gian lâu. Thậm chí loài gấu ngủ 3 tháng mùa đông, hay loài cáo, hay những loài vật khác 3 tháng không ăn, không uống. Và chim cánh cụt đứng đó 2 tháng, chờ bà vợ trở về, ấp những cái trứng 2 tháng trong tình trạng như thế và không ăn, không uống mà họ vẫn không sao. Nhưng chúng ta thì sẽ chết. Hầu như mọi người sẽ chết trong hoàn cảnh đó. Hoặc loài vật họ có thể sinh tồn với rất ít thức ăn. Giờ quý vị biết là tại sao rồi ha? Tôi sẽ đọc cho quý vị mức sinh khí của một số loài vật. Voi, thí dụ trong tỷ lệ 100, voi có 132%. Chẳng lạ gì, họ chỉ ăn cỏ và trở nên rất to lớn. Chúng ta ăn rất nhiều thứ mà không lớn bằng một nửa con voi, ngựa. 131%, quý vị thấy họ chỉ sống bằng cỏ khô hay thậm chí cỏ xanh, bò. 130%, hươu cao cổ 133%, lừa 131%, ngỗng 93%, khỉ 92%, gà 12%, cá voi 170%, cá heo 123%, thỏ 64%, hải cẩu 63%, gấu Bắc Cực 62%, sóc 19%, rùa 115%. Những số lượng này chỉ đến ngẫu nhiên. Chúng ta nhảy từ gấu Bắc Cực qua sóc, từ lớn đến nhỏ không có thứ tự như vậy. Vẹt mào, một trong những loại vẹt màu trắng hay màu hồng gọi là cockatoo, như là con vẹt của tôi tên là Mirabeau 63%. Vẹt đuôi dài, thí dụ màu xanh, màu vàng 64%. Con vẹt như là Sunny. Trung bình chó có 94%, như nếu họ ăn thịt, sinh khí sẽ thấp hơn, dĩ nhiên. Như Hemet, chó của tôi có 94% bởi vì chú không bị mất, vì chú ăn thuần chay. Chó Rottweiler như Goody thông thường có 93%. Đó là lý do họ hơi hung hăng một chút, ăn rất nhiều. Nhưng Hemet rất thích ăn.
Chó Mantis Nibbana 92%, mèo trung bình có 33%. Đó là tại sao họ đi săn. Cọp 22%, sư tử 21%, beo đốm 18%, chim cánh cụt 62%, chuột 18%, ong 6%. Đây chỉ là thí dụ. Con người trung bình chỉ có 20% sinh khí, ít hơn cọp. Thưa sư phụ, chúng con có nên bớt ăn để có thêm sinh khí không? Quý vị ăn theo sự đòi hỏi của cơ thể và đầu óc, bằng không quý vị luôn nghĩ đến thức ăn, thậm chí không thể ngồi thiền, và khi thiền, linh ảnh đến thì thành bánh mì, mì sợi và thực phẩm ăn liền, bánh mì, thịt thuần chay. Nếu muốn thử, bớt một chút lần lần, một chút, xem như thế nào. Vấn đề là nếu quý vị làm được thì làm, nếu không làm được thì cứ tiếp tục như bình thường. Quý vị biết người ta ăn kiêng ra sao không? Họ chỉ lên cân gấp 2 lần sau đó. Tôi lo chuyện đó. Chúng ta có nhiều lựa chọn ở thế giới này. Vũ trụ không cứng nhắc, không nhàm chán như quý vị nghĩ. Cho nên, tùy quý vị quyết định những gì mình muốn làm và muốn gánh vác bao nhiêu gánh nặng và trách nhiệm. Quý vị có thể làm miễn không phương hại đến người khác. Thượng đế có một vài điều lệ nhưng chúng ta tự mình chọn lựa. Nếu không thì thật là chán. Nếu mọi việc đều được định đoạt trước, chúng ta có thể thay đổi, nhưng phải làm những thay đổi tốt thì không sao. Thí dụ tôi có cái hộp khăn giấy này trong tay, tôi có thể giữ nó để dùng riêng, hoặc tôi có thể thảy cho người nào đó cần, hai hay ba người gì đó. Tôi có thể thảy ra nhiều hướng, tôi cũng có thể ném nó vào thùng rác, rồi không ai có thể dùng được. Nếu giữ nó, thì tôi là người duy nhất có thể dùng nó. Tuy nhiên, người khác có thể dùng những giấy này nếu tôi để mỗi nơi một ít. Như thế, tôi có nhiều sự lựa chọn. Tùy tôi quyết định, như vậy cũng được. Không thể nói là Thượng Đế an bài cho tôi ném hộp khăn giấy này cho một người nào đó, không thể như vậy được. Tôn giáo nào cũng đề cập đến ý chí tự do. Ý chí tự do này đôi khi làm phương hại đến nhiều người và cho chính chúng ta nữa, và khiến chúng ta luân hồi. Nếu chúng ta làm một quyết định tốt thì kết quả sẽ tốt và chúng ta nhận được lợi ích. Nếu không, chúng ta sẽ phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề, khiến cho chúng ta khó chịu và rất mệt mỏi. Tệ hơn nữa, chúng ta phải trở lại để sửa chữa những điều mình đã làm sai, để đền bù những thiệt hại mà mình đã làm hay những mất mát mà chúng ta đã gây ra cho người khác. Nó là như vậy, thật vậy. Không có gì thật sự là tốt hay xấu trong vũ trụ này cả. Và chúng ta sẽ phải nhọc sức với sự luân hồi. Mỗi lúc chúng ta đến đây đều có nhiều chướng ngại, không nhất định là chúng ta có thể sửa chữa những điều chúng ta làm sai trong thời gian chúng ta trở lại. Do đó, chúng ta phải tiếp tục mãi mãi cho đến khi chúng ta sửa hết tất cả. Và điều này đôi khi phải mất hàng ngàn, ngàn năm. Con nhớ sư phụ nói cả vũ trụ đã được sắp đặt sẵn, một sự tốt rộng cũng là do thánh ý. Con thắc mắc là sự tiến bộ tâm linh có phải cũng giống như vậy không? Thí dụ như những phấn đấu, trở ngại mà mình gặp trên đường tu hành và bao lâu mới vượt qua được, có phải tất cả những điều này đều đã được định trước? Không phải, có Thượng Đế an bài và cũng có sự lựa chọn. Về sự tu hành thì tất cả đều tự do. Thật ra không phải là Thượng Đế an bài, nhưng cũng là sự an bài của nhân quả. Bởi vì khi họ nói vậy, ý họ là mọi chuyện đều cố định tùy theo định nghiệp. Tôi cũng nói là có hai loại nghiệp. Một là nghiệp tồn kho, một là định nghiệp. Định nghiệp thì mình phải trải qua, nghiệp tồn kho sư phụ giúp mình đốt. Cho nên nghiệp nào đã định rồi thì mình phải tiếp tục phấn đấu, phải trả. Nhưng sự gia trì về tâm linh sẽ giúp chúng ta vượt qua những định nghiệp nặng, làm cho nó nhẹ bớt, làm cho nó dễ hơn cho chúng ta gánh vác và san bằng. Rồi mình càng tu hành thì sẽ càng dễ dàng thanh toán nghiệp chướng hơn và đỡ cảm thấy đè nặng bởi định nghiệp. Tất cả những gì về vật chất và tình cảm đều thuộc về định nghiệp cả, nhưng lực lượng tu hành là ở trên tất cả. Cho nên càng tu hành, quý vị càng có thể giải quyết được một số định mệnh của mình, hạnh phúc của mình.
Chúng ta có thể nỗ lực nhiều hơn để tiến bộ mau hơn, dĩ nhiên, nếu không tu hành làm chi? Cái gì cũng định rồi thì chúng ta cũng chẳng cần tu nữa, cứ ở đó chờ thôi, đúng không? Con hỏi câu này là vì lúc trước có lần con muốn tiến bộ nhanh, nhưng dù cố thiền và cầu nguyện rất nhiều, con vẫn không thể nhanh chóng vượt qua những trở ngại, cho nên con bất mãn với sự tiến bộ của mình. Ồ, đừng bất mãn. Cô cố gắng rất nhiều, phải hãnh diện về mình mới đúng. Làm người ở đây chúng ta thật bất lực. Chúng ta sinh vào thế giới này với đôi bàn tay trắng, và chúng ta phải phấn đấu với mọi thứ bệnh tật, đủ thứ vi trùng, đủ thứ hiểm nguy ở thế giới này để có thể trưởng thành. Rồi khi trưởng thành lại bị đủ thứ bối cảnh xung quanh biến mình thành nô lệ của thế giới, khiến mình quên quê hương tâm linh của mình. Mặc dù vậy, quý vị vẫn thoát ra, vẫn rất khôn ngoan, biết đây không phải nhà mình, biết phải làm gì và theo đuổi con đường tu hành, rồi cố hết sức để chống chọi lại những nghịch cảnh đang gài bẫy xung quanh mình. Quý vị nên hãnh diện về chính mình. Vấn đề không phải là tiến bộ bao nhiêu, mà là quý vị cố gắng bao nhiêu, mạnh mẽ tới mức nào. Không như làm ăn buôn bán. Có phải là đẳng cấp mình đạt được trong kiếp này cũng đã được định trước khi mình xuống thế giới này? Không, không, cái đó không. Thượng Đế để cho quý vị tự kiếm được. Nhân loại tiếp tục làm nhiều điều xấu từ thuở xa xưa, cho nên rất khó xóa nhòa những vết xấu trong nhân tố di truyền của họ. Bởi vì đôi khi chúng ta được sinh ra với thân thể đã được ghi khắc nhiều thông tin tốt cũng như xấu bên trong. Bản thân mà chúng ta bị buộc thừa hưởng mà không được gì tránh được. Mỗi ngày chúng ta xóa đi một ít, rồi sẽ không còn dấu vết phủ định nào trong tế bào. Khi đó, chúng ta mới có thể làm việc tốt. Do đó, mặc dù có Phật tánh, có Thượng Đế bên trong, quý vị vẫn phải tranh đấu với những dấu ấn của tế bào di truyền này. Đó là lý do quý vị phải làm việc chậm chạp. Và đó là tại sao quý vị làm những điều phủ định mà đôi khi thậm chí ngược lại ý mình. Bằng không, dù chúng ta muốn làm điều tốt mà không tọa thiền, không có lực lượng Thượng Đế tẩy sửa các dấu vết của tế bào di truyền, chúng ta không làm được gì nhiều. Đó là lý do thế giới mới như thế này. Đó là lý do nhiều người muốn làm điều tốt nhưng không tranh lại được dấu vết phủ định này, đã sinh ra ngay cả trước khi chúng ta vào thân thể này đã có nó rồi. Giờ quý vị hiểu tại sao phải tọa thiền và phải trường chay để không cộng thêm dấu vết phủ định vào nhân tố di truyền xấu có sẵn. Quý vị có đủ những thứ xấu rồi, không cần thêm nữa. Ngay cả việc quý vị không thể tọa thiền lâu, đó cũng là nhân tố di truyền. Quý vị có lẽ sinh vào một thân thể mà kiếp trước không hề tọa thiền. Có thể là từ đời tổ tiên, chưa ai trong gia đình đó tọa thiền. Và đôi khi quý vị không thể sinh vào gia đình thích hợp bởi vì ngày nay họ dùng thuốc ngừa thai, họ phá thai này kia, cho nên quý vị phải nhảy vào bất cứ gia đình nào và phải chịu nhân tố di truyền xấu, đó là tinh xấu. Nhưng tinh tốt là chúng ta có thể xóa được những nhân tố di truyền đó qua thiền quán ánh sáng và âm thanh. Vì vậy mà chúng ta có mặt ở đây. Quý vị nghe nói rằng Phật đã là Phật trước khi giáng trần, nhưng Ngài phải thiền định đến 6 năm. Và Chúa Giêsu là con của Thượng Đế, nhưng khi đến đây Ngài phải lang thang mười mấy năm để học với các vị thầy khác nhau, và Ngài phải thiền định trong sa mạc trước khi có thể trở ra và thành vị minh sư hoàn mỹ. Quý vị biết tại sao không? Vấn đề với nhân tố di truyền không phải bởi vì chúng ta tốt hay xấu, chỉ là vấn đề với công cụ mà chúng ta thừa hưởng. Công cụ đó đôi khi không phải thứ chúng ta muốn, cho nên hãy tha thứ cho mình, nhưng phải luôn cố gắng lại. Tôi thích khí dưỡng khí từ cây. Tôi thích nhìn khung cảnh xanh tươi, quý vị không biết, chứ nó ảnh hưởng mình rất nhiều. Họ có hai trường học. Một trường có cây cỏ xanh tươi, một trường không có gì hết.
thì thấy khác biệt rất lớn giữa hai học trò của hai trường. Các em khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, tập trung giỏi hơn, học tập dễ dàng hơn. Các em tập trung được lâu hơn, không dễ bị phân tâm và ngoan ngoãn hơn. Bởi vậy, mình phải bảo vệ cho môi trường sống vì nó bảo vệ cho mình. Cây cối không nói gì nhưng âm thầm tỏa ra một sự thanh bình, tĩnh lặng. Dưỡng khí từ cây giúp cho tâm mình thanh tịnh. Thử tưởng tượng nếu mình không có đủ dưỡng khí về phương diện khoa học thì nó như vậy đó. Nhưng trước khi biết những nghiên cứu khoa học này, tôi đã cảm thấy là cây cối tốt cho mình. Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi ở dưới bóng cây. Ngay cả chó của tôi cũng tìm cách kiếm một gốc cây để cổ cạ cạ hay này làm này nọ, hay là nằm dưới bóng cây nó mát hơn và cảm thấy an bình hơn. Cho dù địa cầu tồn tại thì tự trồng trọt thực phẩm cho mình vẫn tốt. Thực phẩm mình trồng sẽ lành mạnh hơn, có từ trường của quý vị và sẽ rất tốt cho quý vị, sẽ ít bạo lực hơn, thậm chí ít nghiệp xấu hơn, ít giết hại dung đất, đại khái vậy. Cũng rất tiết kiệm và cũng rất vui khi nhìn thực phẩm mình trồng lớn lên bởi sức lao động của chính mình. Như vậy sẽ giống như sống theo thánh kinh, kiếm thực phẩm bằng mồ hôi trên trán sẽ rất hay.